Xin chào các bạn. Đây là một podcast mới của Vodka VN và hôm nay chúng ta lại bàn về một chủ đề nóng hổi. Anh Thắng, anh vừa bay từ trong Sài Gòn ra, sáng nay bay vào và chiều bay ra, chỉ để làm một việc, tức là đi lái thử chiếc VinFast VF7 bản Plus, vừa mới hôm nay là được chính thức lái thử mà chỉ có trong Sài Gòn thôi. Hà Nội anh em ngóng dài cổ vẫn không có xe mà lái nên anh ấy phải bay vào. Và chính vì thế, hôm nay thì anh ấy ở trong đấy, anh ấy có post Facebook, có up video rồi về một cái bản first look về chiếc xe. Thì tôi thấy anh ấy đầy cảm xúc. Bây giờ thì khi mà về đến nhà rồi, vừa hạ xuống máy bay xong thì anh ấy... Tôi cho rằng là có vẻ là anh Thắng sẽ gọi là hoàn hồn hơn rồi, tỉnh táo hơn rồi. Và sau đây thì chúng ta sẽ nói chuyện sâu hơn, bàn sâu hơn về chiếc xe mà vừa mới hôm nay chính thức được lái thử, được mọi người gọi là chiêm ngưỡng và cảm nhận một cách gần nhất, kỹ càng nhất từ trước đến nay. Tại sao lại là VF7 lại được quan tâm nhiều đấy anh nhỉ? Vâng, xin chào các bạn. Tôi thì vừa trong quận 9, trong chạy ra sân bay. Cũng rất là may thì đáng lẽ tôi là 8 giờ mới bay cơ, xong 10 giờ mới có mặt ở Hà Nội. Tuy nhiên thì tôi đã ra trước, xong xin các bạn check in. Rồi bay sớm thì có về nhà có việc. Đây, việc này. Đây, thế là các bạn cho bay thì bây giờ chúng ta đang ngồi đây và vẫn quần áo đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói nhiều hơn về VF7. Tóm lại thì vì tôi đã được mục sở thị, sở mó, ngắm, nhìn, lái thử. Hôm nay thì em cho thấy... Cho nên mình muốn cái gì, cần cái gì. Ok. Cứ hỏi thoải mái. Đúng kiểu hỏi đấy, xoáy đáp xoay cũng được. Bởi vì hôm nay là tôi là một trong những người mà thắc mắc nhiều nhất, có thể nhìn rõ nhất từng bộ linh kiện, từ treo, từ gầm, từ pin, từ máy móc, rồi everything. Đó. Tôi tin là một chuyên gia như anh Thắng mà khi mà đã soi kỹ đến nhường đó thì anh ấy sẽ có cảm nhận rất nhiều và cũng sẽ thu hoạch được rất là nhiều các thông tin về chiếc xe. Mọi lần thì chúng ta chỉ có thể nhìn chiếc xe, cái bản gọi là bản trưng bày ở trên bục thôi, thành ra là những cái cảm nhận của chúng ta nó không được kỹ càng lắm. Hôm nay nhìn thực sự nó ngoài trời, thậm chí là bản trưng bày nhé, bản trưng bày mình còn chỉ được nhìn thôi, mình không được vào cơ đó. Nên là hôm nay là khác hẳn rồi. Cái bản này tôi tin là nó cũng có thể nó chưa phải là cái bản thương mại chính thức đâu. Đúng rồi, nhưng, bản này bản tiền thương mại, nhưng mà có lẽ là nó gần nhất với cả những gì mà chúng ta sẽ bỏ tiền ra mua rồi. Tôi tin là vậy và bây giờ thì tôi sẽ hỏi tất cả cái gì mà tôi thắc mắc. Vì tôi cũng thắc mắc về chiếc xe này lâu rồi. Tôi đánh giá nó là một chiếc xe đẹp nhất trong cái chuỗi series mà VinFast họ giới thiệu về những chiếc xe điện của mình. Cái chuỗi này có lẽ là nó là cái chiếc mà ra sau cùng. Tôi loại trừ cái chiếc VF3 nhé. Cái lý do loại trừ tôi sẽ giải thích sau. Nhưng mà tôi đánh giá là VF7 là chiếc xe cuối cùng của cái series thiết kế mà VinFast giới thiệu trong dài 3, 4, 5, 6 mà 3 chứ có, 5 chứ có, 5, 6, 7, 8, 9 đó. Đấy, 5, 6, 7, 8, 9. Bởi vì là cái chuỗi này họ giới thiệu chính thức ở trên các cái triển lãm quốc tế chứ đúng, không phải giới thiệu cái VF3. Và 5, 6, 7, 8, 9 nó phủ khắp các phân khúc A, B, C, D, E. Thế đấy. Anh thì... Đầu tiên ta nói về hình thức trước nhá. Ok. Theo anh đi, anh đánh giá hình thức của VF7 như thế nào? Hình thức của VF7 thì tôi đánh giá là nó được thiết kế khá là hiện đại. Nó khá là hiện đại. Nó có hơi thở của điện hóa ở trong đó. Và nó có tính gọi là thẩm mỹ khá là cao. Và đặc biệt trong cái video tôi còn nói thì cái đầu xe, cái nắp capo ấy, tôi nói rồi, nó rất giống một người con gái, một người phụ nữ đang nằm. Bởi vì sao? Hai cái bên capo, hai bên mép của capo nó gồ lên, xong nó hõm xuống, xong ở giữa lại gồ lên. Nó đúng như kiểu cái sống lưng ở cái eo của người phụ nữ ấy. Trông nó rất là sexy luôn. Nó cực kỳ sexy, nói thật đấy. Ok, nghe đã thấy mờ lem rồi. Tôi có thể chắc chắn rằng là cái người thiết kế ra chiếc xe này có lẽ là đàn ông anh nhỉ? Đúng. Người thiết kế ra chiếc VF7 là một designer, một người thiết kế gốc Hàn.
Và thực ra mà nói chúng ta bây giờ chúng ta hay hay sử dụng nhiều sản phẩm của Hàn, từ thời trang từ đến mỹ phẩm, thậm chí là cái điện ảnh và trào lưu về mặt nghệ thuật của Hàn Quốc bây giờ đã lên rất là cao. Không chỉ là chỉ ở Hàn Quốc đâu nhá, hoặc là ở châu Á đâu, thậm chí cả châu Âu họ vẫn rất là nể người Hàn, và cái trào lưu của Hàn đấy nó vẫn còn thâm nhập cả với giới trẻ của châu Âu nữa cơ. Ví dụ hai đứa cháu nhà tôi ở châu Âu, ở Đức, họ vẫn thích đồ Hàn, thích những cái Thực ra thì em thấy là thẩm mỹ của người Hàn Quốc rất là cao. Tất nhiên là không phải cái xe Hàn Quốc nào do người Hàn Quốc thiết kế, đúng đấy là một nghịch lý. đúng Tuy nhiên thì cái thiết kế này bản thân là em nhìn em cũng thấy nó bắt mắt, nó trẻ trung, nó hiện đại, nó mang một cái tính gọi là futuristic, nó mang hơi hướng của tương lai. đúng Tuy nhiên thì nói gì thì nói thì nó cũng phải đánh giá đến phần phần thực dụng, phần công cái học. Thì các bạn có thể thấy nhìn cái đầu xe thì tôi đã vừa tả rồi. Cái phần ngang xe. Thực ra ở cái phần đầu xe có một thứ mà tôi thực sự vẫn đang còn lăn tăn và chưa thực sự là gọi là thỏa mãn cái mong muốn của tôi. Đó chính là cái đèn. Bởi vì như các bạn đã biết, nhìn vào một cái xe chúng ta thường hay nhìn vào cái đèn, và người ta coi cái đèn đấy nó là Đôi đôi mắt mắt, thôi. giống như chúng ta nhìn vào mặt nhau. Tuy nhiên đèn của VF7 thì nó làm hơi đơn điệu, nó có hai cái đèn daylight như hai cái lông Lông mày mày. ấy, và có một cái chọc, một cái bi thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà một lại nói về cái nói về 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 thiết kế trước đi đã, thì cái bi đấy, nếu tôi nghĩ rằng nếu mà họ đặt theo theo gọi là nhà sản xuất ấy, thì cái tôi chỉ lo ngại là cái công suất đấy nó không đủ sáng, nó không đủ sáng, tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì tại sao lại như vậy, bởi vì là tôi đang đi một chiếc VF8 thì cái đèn của VF8 nó rộng hơn, to hơn, và nhà sản xuất đã đặt hai cái bi ở trong đó, một cái để phụ trách phần chiếu xa và một cái để phụ trách phần chiếu gần, gọi là một cái pha, một cái cốt. Nhưng kể cả đèn zin thì tôi đi, một là cái nhiệt độ màu của nó để quá cao, hai là cái cường độ ánh sáng nó cũng không không quá đủ. Trên đèn của VF8 tôi đánh giá là nó hơi tối. Chính vì thế mà bây giờ VF7 nó chỉ có một đèn, một bi thôi, thì tôi lo ngại cái việc mà nếu cái một bi đó cái công suất nó không đủ, hoặc là nó cũng trắng quá, thì cái hiệu quả chiếu sáng nó cũng sẽ giảm, và lúc đấy thì có độ và đi chăng nữa thì nó cũng hơi khó. Một bi thì liệu có độ đủ sáng nhỉ? Em nghĩ là có chứ nhỉ? Thực ra cũng có, nó sẽ phải Cái có pha gì, cái bi gì mà quảng cáo đấy, ao zoom Phượng Hoàng lửa gì đấy, là cũng sáng kinh hoàng đấy, nhưng mà có vẻ là anh Thắng anh cũng muốn sử dụng cái xe này, muốn sở hữu cái xe này sao mà anh ấy có phải quan tâm rất nhiều việc là chiếu sáng. Cái đấy hạ hồi phân giải à? Tiếp theo là cái đèn heo la, cái đèn đấy được sản xuất, được cung cấp bởi hãng heo la. Hãng heo la là một trong những hãng sản xuất đèn nổi tiếng nhất thế giới, cung cấp cho rất nhiều các hãng xe danh tiếng. Thì có nghĩa rằng đồ của V7 Đồ hoàn tốt toàn rồi. không hoàn toàn không tồi, heo la mà. Tiếp theo nhìn ngang xe nhé, nhìn ngang xe thì này, cái đây chúng ta có thể nhìn thấy ngay ở đây một cái hình vậy. Thì nhìn ngang xe của chiếc VF7 thì cái điểm cao nhất chính là điểm tiếp giáp giữa nóc và cột A, Đỉnh Cồ Đa. sau đấy nó mới thuôn dài về phía cốp, về phía đuôi xe. Cái điều này và cái chỗ đỉnh giữa nóc và cột A nó là một góc, mà góc phẳng luôn, chứ nó không cua 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 như các cái xe khác. Anh hiểu, anh Nếu hiểu. mà ai đó không để ý thì nghĩ rằng à, với cái thiết kế đấy nó sẽ trông nó hơi cứng, nhưng mà thực sự đây là một điểm công cái học à. Công thái học.
Tại sao lại nói thế? Bởi vì với một chiếc xe điện trần thấp, xe điện thì tôi để túi ưu cái khí động học thì họ thường thường làm trần thấp, thì cái việc mà ra vào xe nó rất dễ bị đụng đầu. Nhưng cái điểm này kết hợp với ghế, vị trí ghế ngồi, tôi là một người cao 1m7 mà tôi đi ra đi vào, đi ra đưa vào, cái đầu tôi nó ăn đúng vào cái trên điểm cao đấy và không va. Có nghĩa là không có cảm giác là phải luôn luôn lùn cúi, không phải lùn cúi nữa. Mặc dù ví dụ như là cái xe V8 của tôi là cao 1m66, một con này nó chỉ cao có 1m63 thôi. Nhưng tôi ra vào lại cảm thấy thoải mái hơn V8. Đó, các bạn, có thể nhiều bạn không để ý, kể cả hôm nay các bạn đi thử các bạn cũng không để ý, nhưng tôi là người rất hay soi và tôi để ý rằng với cái cách thiết kế đấy thì họ đã tối ưu được cái việc ra vào xe một cách thoải mái nhất và thuận tiện nhất. Đấy là một điểm cộng cho VF7. Rất hay. Đó. Tiếp theo là cái hình thức nó thuôn dài xuống phía đuôi xe. Thì nhìn tổng thể cái xe nó luôn luôn có xu hướng là như mũi tên. Như mũi tên lao đi. Trông rất đẹp. Đó. Và khi mà ngồi trong xe, với cái hình thức đấy, khi mà ngồi trong xe, chúng ta cứ tưởng rằng là chật. Nhưng mà đúng thật là người Hàn họ cũng rất là nhanh nhẹn, nhanh trí về việc mà sắp xếp cái nội thất ở trong này. Tôi cao 1m7, ngồi vào thì vẫn còn tầm khoảng 10 phân hơn 10 phân. Anh đang nói ghế trước hay ghế sau? Ghế sau đấy. À. Ghế trước thì không nói, ghế trước rất okay là cao. Ok rồi. Đang nói về ghế sau. Vì tôi đang nói về cái mui xe nó thuôn dài thì nó sẽ bị thường thường bị đụng trần, bị khó. Đúng rồi, tất cả các xe mà nó có sướng thiết kế theo kiểu fastback là nó sẽ bị đó. Đằng sau bị thấp. Nhưng mà xe này hoàn toàn không thấp, mà vị trí ghế ngồi ở hàng thứ hai cũng không bị hạ thấp nhiều quá. Mọi người phải hình dung là cái hàng ghế thứ hai ấy, người ta thường là có xu hướng thiết kế cao hơn hàng ghế thứ nhất. Tại sao thế? Tại vì là người ta luôn muốn cho cái người ngồi sau có được cái tầm quan sát tốt nhất. Nếu mà bạn hình dung là nếu ngồi lọt ra, tức là hàng ghế sau mà thấp hơn hàng ghế thứ trước, ngồi rất dễ say xe. Vì nó bí. Có một cái điều nữa bắt đầu nói đến cái phần đuôi xe. Cái phần đuôi xe này là cái phần mà tôi đang có nhiều ý kiến nhất. Đang có nhiều ý kiến. Thế được khen nhiều nhất mà. Vì nó được khen cho nên tôi lại có những cái đặt vấn đề về nó. Đó là gì? Cái đuôi xe của VF7 nó rất ăn nhập với đầu xe là những cái mảng khối chém, rộng, các cái đường chém góc rộng đẹp. Nhưng có một cái điều, đó là cái phần ba đầu sông sau nó lại nhô ra khỏi cái thân xe khá là nhiều, khá là dài. Trong khi đó thì tổng thể của chiếc xe này nó có 4m50 mấy đây, 4m54, có nghĩa 4m54 hiện nay VF7 đang là chiếc xe ngắn nhất trong phân khúc hạng C. Thế mà lại còn ăn gian thêm cái đuôi này nữa đó. Thì tôi đang nghĩ rằng tại sao ông thiết kế người Hàn đấy, ông không đẩy tất cả cái cúp xe đấy theo cái xu hướng mới bây giờ là đẩy sát ra ngoài thì để gia tăng cái diện tích của cốp. Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng phải chăng ông ấy là một người duy mỹ, bởi nếu ông ấy đẩy cái cốp ra ngoài thì cái xe nó trông nó rất cộc. Chém này nó rất là cộc, thì ông ấy đẩy cái cốp vào trong, thậm chí ông thiết kế cái cửa cốp ấy, cái cửa sau ấy, ông còn hơi lõm vào một tí, khiến cho nó tạo ra một cái góc cạnh và có một cái cá tính rất mạnh ở cái đuôi xe đấy. Thì dường như là ông ấy chấp nhận là cái cốp có thể nhỏ hơn một tí, miễn là đẹp, nhưng mà đẹp. Nó cũng là một cái điểm nhìn thú vị, vì như thế có nghĩa là ông này ông sẽ chịu ảnh hưởng với cái cách thiết kế của người Ý, tức là thiết kế theo kiểu duy nghĩ. Bởi vì ông đang làm ở Ý mà. Ông đang làm cho Toyota để design mà. Thế là nó đã rõ rồi, bởi vì nó cái cách rất là rõ ràng, nhưng mà em thấy cũng hợp lý thôi. Bởi vì VF7 là một chiếc xe không phải xe dịch vụ,
nó cũng không phải là một chiếc hướng đến chiếc xe wagon hay là MPV. Vậy thì chỉ có chiếc MPV hay wagon thì cái đuôi nó mới chém đến phập một phát để cho nó lấy rộng diện tích thôi. Đúng. Chứ một chiếc xe mang tính cá nhân như thế này thì điều này nó không phải là quan trọng nhất. Đúng. Thực ra thì chúng ta có thể nói thêm một tí này, bởi vì hôm nay là podcast nên chúng ta cứ nói chuyện rộng dài và để cho nó hiểu sâu một cái vấn đề nào đó. Như chúng ta đã biết rằng ở Ý có rất nhiều các studio thiết kế nổi tiếng, và những chiếc dụ như VF8, VF9 thì do Pininfarina thiết kế. Nhưng mà Pininfarina là một trong hãng thiết kế lâu đời và lừng danh, nhưng cái cá tính thiết kế của Pinin nó hiền, nó mang tính Âu hóa. Em đồng ý, cái đấy thì em có nghĩ. Nhưng mà Tullio thì đệ gì dai thì rất là một người. Ông Giacomo, ông ấy thiết kế những cái xe mà trông nó rất dị và nó rất kiểu cá tính. Thì từ những cái, nếu chúng ta còn nhớ là những mẫu xe A và SA của các hãng từ Intan Design đến Tullio Design đến Pininfarina và một hãng nữa của Ý nữa, tôi quên mất là cái gì rồi, thiết kế ra, thì mẫu xe của Tullio Design là vẽ khó nhìn nhá, cá tính nhá, có nghĩa là họ luôn luôn tìm tòi những một cái xu hướng thiết kế mới. Những cái thứ mà nó thường mới đi vượt trước thời đại thì thường là người ta sẽ khó có thể là hấp thụ được ngay lập tức. Nhưng mà về lâu dài, về tương lai thì nó lại là những thứ mà có thể sẽ tạo ra sự đột biến về thẩm mỹ. Đúng rồi, người ta hay nói thế này, một người con gái mà gọi là không nói con gái đi, gọi một người có cá tính và một người giỏi. Người giỏi thì có thể thành công, có thể không thành công. Những người có cá tính thì rất dễ thành công. Cái khái niệm này em cũng không chắc đâu. Em cũng chưa bởi vì bản chất người có cá tính thì người ta hay theo đuổi một cái mà người ta cho rằng đấy là cái thứ người ta thích, và người ta sẽ làm hết mình cái đó. Thôi chúng ta không rông dài cái điều đó nữa, nhưng mà rõ ràng là gì, cái điều nhìn cái đuôi xe của VF7 đẹp, ok, cái đấy nhưng nhất cái trí. Việc mà công năng của nó bị hẹp lại ở cái phần cốp, và điều đó thì tôi nghĩ rằng đây là một sự đánh đổi. Tức là anh vừa nói đến là cái phần cốp bị chật à? Đương nhiên rồi, bởi vì cốp ở cái phần nhô ra ấy của nó phải đến cả chục phân ấy, không phải ít. Chục phân cho một cái đuôi thì không và phải. Và thực tế anh nhở rửa cốp ra là nó bị chật. Cốp xe của VF7 hoàn toàn không lớn lắm. Không lớn lắm. Anh đi rất nhiều xe hạng C rồi mà, anh so thử đi. Nếu mà so thử thì không có xe nào nhỏ như VF7. Thế là chật còn gì nữa. Rõ ràng là như vậy. Chúng ta đang nói về một chiếc xe mà nó đang rất là cá tính như anh Thắng nói. Và đấy, ngay cái việc cá tính thì nó cũng sẽ có sự đánh đổi. Cái đấy nó rõ ràng thôi, không có gì khác cả. Nó chật thì mình sẽ bảo là nó chật hơn so với cả xe hạng C khác thôi, chứ không có nghĩa là nó chật so với cả hạng B hay hạng A. Đúng rồi, chật đương nhiên rồi. Mà những người có đang đi chật hạng B thì nó cũng không thể nào mà chật hơn VF6 được. Đấy. Thế thì ok, chấp nhận một cái thứ đầu tiên mà mình chưa thấy thích lắm là cốp hơi chật. Thêm một cái nữa tôi chưa nhắc đến ở phía phần thân xe. Đó chính là lần đầu tiên trong tất cả từ xe xăng đến xe điện của VinFast, lần đầu tiên có một cái xe thiết kế là gương được di chuyển từ chân cột A xuống bậc cửa. Và khi trong cái video tôi có đưa cho mọi người, đúng cái tầm mắt quan sát của tôi là gì, nó đã khiến cho mở rộng cái tầm quan sát. Và anh thấy cột A nó cũng nhỏ mà. Đúng. Và mở rộng tầm quan sát là thứ nhất, cái thứ hai nữa là nhìn trông nó hiện đại hơn rất nhiều. Đây, cái này nó cũng là một xu hướng để trong thiết kế nhiều xe đời mới bây giờ họ hạ xuống như vậy, trông hay ho hơn hơn là làm một cục to tướng che góc nhìn góc chết nó rất là lớn. Đấy là về ngoại thất.
Cái vành này bao nhiêu inch nhỉ? Vành này là bằng đúng vành của VF8 Plus là 245/45R20. Và trong đó bản Eco thì nó sẽ nhỏ hơn một size, nhưng bản Eco hiện nay đang không có cho nên tôi không bàn. Hôm nay chỉ nói bản Plus thôi. Thì nó là 245/45R20 và nó sử dụng lốp Goodyear y hệt như ở trên chiếc VF8. À, size lốp thì cùng size lốp với cả BMW 7 Series. Nhưng mà nó đúng, chúng ta không nói về BMW nữa, chúng ta nói thẳng luôn ở trong xe VinFast là VF8. Lốp này bằng cỡ của VF8 Plus. VF7 Plus là bằng cỡ lốp của VF8 Plus. Ui to nhỉ. Đó. Rất và cái lắm. Mâm. Cái mâm thì đúng là nó rất đồng điệu với cả thân xe. Mâm của VF7 cũng là cái mâm mà tôi đánh giá là đẹp nhất trong tất cả các series xe của VinFast. Hình dung một cái xe hạng C, SUV hạng C mà mâm 20 inch là nó khá là to. Chỉ những xe Đức mới thường có như đúng vậy. Đúng rồi. Hôm vừa rồi tôi vừa đi một chiếc xe Đức, đó là chiếc C300 Formatic. Thì chiếc xe Đức nó sử dụng một cái tần số lốp là 255/40R20. Mà đấy là GLC 300 mới đấy. Có cái bản đấy. Đúng, GLC 200 nó không lốp không vành không to vậy đâu. Ok, bây giờ đến cái phần mà quan trọng hơn là pin và động cơ. Đầu tiên là nói đến pin trước đi. Cái xe này có sử dụng pin CATL không anh? Pin này được sử dụng pin CATL nhập nguyên chiếc. Là cái pin mà thế hệ mới mà hôm trước là tôi có lên một cái tút để nói về cái câu chuyện là cái con VF9 bản mới bây giờ là nó lắp cái pin CATL đời mới. Nó có quãng đường di chuyển lâu gấp rưỡi so với cả cái thế hệ cũ cùng VF9. Cái pin này thì nó có một cái bề ngoài nó cũng hơi đặc biệt hơn những cái pin thế trước của SDI do Vin tự làm. Đó là tôi quan sát, tôi nhòm xuống gầm, tôi quan sát rằng cái pin này thì cái bách pin nó cũng lớn và dung lượng pin của quả pin này nó khoảng 75, hơn 75 kWh một chút. Rất to. Và đặc biệt là ở phía dưới gầm quả pin ý, với VF8 hay VF9, thậm chí E34 thì chúng ta nhìn thấy ở mặt cái quả pin đấy là một tấm nhôm màu trắng, màu nhôm luôn. Nhưng với chiếc gầm của cái mặt pin của VF7 ấy thì nó được phủ, thực sự nó bọc một cái lớp, tôi nghĩ rằng cái lớp này nó sẽ có hai tác dụng. Một, nó chính là bảo vệ cái đáy pin đấy với những cái vật thể nó bắn lên. Ý anh là một cái loại lớp hợp chất vô tôi chưa biết nó là cái gì, gốc nhựa hay là gốc gì đấy hả? Tôi chưa biết, tôi sờ vào thì nó nhám sần và nó giống như cái vật liệu ở trên bách pin của chiếc VF5. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một phần để khiến cho cái xe VF7 nó êm ái hơn. Chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện về đó. Ok, cái chuyện êm ái là cái câu chuyện nó dài lắm nhé. Thế là chúng ta sẽ nói về đoạn sau. Tiếp tục nhá. Cái pin này 70 đây này, 75,3 đi được quãng đường theo ghi trên này là 431 km. Dài hơn VF8. WLTP. Đó. Cao hơn VF8. Nhưng mà động cơ nó có giống VF8 không? Động cơ của VF7 thì không ai nói, nhưng mà tôi tin rằng đây là hệ thống truyền động của bản VF8 Eco. Bởi vì không dại gì nhà sản xuất họ sẽ làm một bộ truyền động mới, nhưng mà họ đã lấy bộ truyền động của VF8 Eco ra, họ chuyển sang nó khoảng 350 mã lực và 500 Nm lực kéo. Wow. Trong khi đó bản VF8 Plus thì nó khoảng trên 420 mã và 600, nhưng mà có sự khác biệt giữa hai xe VF7 và VF8. Công suất nó chênh nhau khoảng độ hơn 50 mã lực. Đúng. Nhưng mà trọng lượng nó cũng lệch nhau.
Trọng lượng của VF8 hiện nay đang là 2 tấn 6 với pin SDR. Với pin xe ATL thì nó sẽ nhẹ hơn 100 cân là 2 tấn rưỡi. Nhưng VF7 thì nó dưới 2 tấn. Có nghĩa rằng là VF7 nó nhẹ hơn rất là nhiều, khoảng 600 cân. Và chính cái nhẹ hơn của nó là cái vấn đề chúng ta sẽ nói chuyện cũng ở phía sau chương trình. Theo dõi đến cuối, có rất nhiều thứ mà chúng tôi sẽ bàn. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng đã quay trở lại với Podcast VN. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhé. Hôm nay thì anh Thắng anh soi rất là nhiều. Soi trên, soi dưới, soi gầm, soi nóc và thậm chí là soi cả trong khoang máy. Thế thì anh có phát hiện ra cái gì bên trong không? Trong khoang máy của VF7 thì tôi đầu tiên phải nhìn, khi mà bật lớp cabo lên thì chúng ta nhìn thẳng vào trong khoang máy thì thế này. Khoang máy VF7 nó không giống khoang máy VF8. Bởi vì tất cả các cái phụ tùng, động cơ, BDO, tất cả nó đã chiếm trọn cái khoang máy rồi. Và nó không còn cái cốp trước nữa. Không sao cả, chúng ta lại tiếp tục mổ xẻ. Tôi nhòm vào ở phía bên phải thì cụm phanh vẫn là cụm phanh giống y hệt trên VF8 và VF9. Đó là cụm phanh điều khiển điện tử. Vẫn rất rất tốt. Cái cụm phanh đấy vẫn được cung cấp bởi một nhà cung cấp của Hàn Quốc. Về những bộ ECU là của Bose cung cấp phần cứng. Rồi một cái nữa tôi nhìn thấy đây, tôi cũng phát hiện lần đầu tiên, vì tôi đã sử dụng VF8 cũng như E34 rồi, cho nên đây cũng lần đầu tiên tôi phát hiện, đó là bộ BDU D2DC và OBC, ba chức năng đấy ở trên chiếc VF7 là được sản xuất tại Việt Nam, ghi hẳn là Made in Việt Nam. Có nghĩa rằng họ đã dần từng bước làm chủ công nghệ và sản xuất tại Việt Nam. Hoặc là một nhà máy hãng của nước ngoài họ sản xuất ở Việt Nam. Đúng, nhưng vấn đề là gì? Cái đấy theo ID, theo supplier ID là VinFast đặt cái việc đấy. Và ở Việt Nam đã có nhà máy để làm được cái đấy rồi. Có nghĩa rằng xịn chúng luôn. Ta sẽ chủ động được hơn. Xịn luôn, bởi vì cứ cái gì mà cung cấp ở tại thị trường nước, tôi bớt không nói rằng đấy là nhà máy của VinFast hay là một cái đối tác của VinFast, nhưng mà cứ sản xuất ở trong nước, câu chuyện sẽ khác hẳn. Đúng, thậm chí là cái phần đấy cũng là một nó chiếm một tỷ trọng không nhỏ, bởi vì cái bộ đấy là cái bộ rất quan trọng trong cái xe điện, và chiếm tỷ trọng không nhỏ. Nếu trong trường hợp mà xe VinFast được xuất khẩu đi các nước ASEAN thì nó sẽ chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong việc mà hàm lượng gọi là tỷ lệ nội địa hóa nội khối. Và xe VinFast rất có thể là sẽ được miễn thuế. Ở trong anh những cái nhận định của anh Thắng nó phải nói là rất có kinh nghiệm và rất theo đúng kiểu là chuyên gia, tức là nhìn từ một góc nhìn của một người làm chuyên gia, nhìn tổng quát, nhìn chi tiết và nhìn những cái hướng mà nó xa hơn so với cả những gì chúng ta vừa mới nhìn thấy trước mặt. Tôi đánh giá cao việc đó. Tiếp tục đi để cho nó mọi người tránh phải chờ lâu, chúng ta nói đến cái phần quan trọng nhất ngày hôm nay, tức là hôm nay anh lái xe rồi anh thấy thế nào? Hôm nay nói xe rồi thì chúng ta cũng vẫn phải nói thêm một tí nữa trước khi nói về cái đấy, đó là cái phần hệ thống treo. Bởi vì nếu ở khi chúng ta lái xe thì tất cả chúng ta đang lái một chiếc và nó được treo trên một hệ thống treo. Treo trên bốn bánh. Ok. Cái phần treo nó cực kỳ liên quan đến cái hệ thống lái. Đúng. Bởi vì sao? Tôi lại phải nói đến hệ thống treo. Chính tôi là một trong những người đầu tiên bỏ xuống gầm thì đúng hơn là chủ yếu, bởi vì như các bạn biết là cái xe điện thì cái gầm khá là thấp. Tôi bò xuống, tôi lấy tay tôi sờ, ở trong video cũng có các bạn, trong video tôi cũng có, tôi lấy tay tôi sờ và tôi đo được là cái tiết diện của cái lò xo trên chiếc VF7 nó nhỏ bằng một nửa trên chiếc VF8. Đúng rồi, thì tôi nghĩ cũng đúng thôi. Trọng lượng bởi vì nào ban đầu thì tôi không nghĩ rằng VinFast có thể làm được một chiếc xe
có trọng lượng nhẹ hơn 2 tấn với một cái cỡ xe C. Bởi vì là gì? Đang làm một cái xe nó 2 tấn 6, nó chỉ nặng lắm đấy, nó nặng nề mà bây giờ rút xuống dưới 2 tấn thì quả thật họ cũng rất là cố gắng đấy. Nhưng mà khi mà tôi nhìn thấy hệ thống treo thì tôi thấy rằng là có thể tin được, bởi vì với cái kiểu lò xo như thế, với tiết diện lò xo như vậy, với cái phuộc thì tôi tin rằng họ nói đúng. Bởi vì sao là nếu các bạn là một người béo thì các cái xương khớp gối nó phải chịu được một cái tải rất là lớn. Đúng. Và khi chịu tải lớn thì nó sẽ rất dễ bị hỏng. Tôi cũng đang chạy một chiếc VF8 và tôi biết rằng là cái đệm cao su của VF8 rất nhanh hỏng. Bởi vì nó nặng quá. Em cũng đồng ý. Em không thích cái VF8 ở cái chỗ là nó trọng lượng nó quá nặng. Mình chạy đủ nhiều để mình cảm thấy rằng cái nặng đấy nó ảnh hưởng nhiều đến cái cảm giác, cảm xúc của mình. Mặc dù cái xe nó rất là mạnh. Tuy nhiên thì VF8 hiện nay sau khi nâng cấp lên, tự mình tìm ra những nâng cấp thì bây giờ mình đã giải quyết xong cái phần treo rồi. Nó không còn cái gọi là cảm giác hạn chế ngày xưa nữa. Mà bây giờ còn VF7 thì mình ngày xưa là nó bị sóc. Anh em mình có đi xuyên Việt rồi thì em bảo rồi, em không ngủ được ở đằng sau, nó là một lý do đấy. Và ở trên chiếc VF7 thì cái hệ thống treo nó đã cảm nhận được, mình cảm nhận. Anh đếm 1 2 3 4 5 6 kiểu đấy, vòng ở trên cái lò xo đấy và mình cảm nhận là đây là hệ thống treo này, nó sẽ im lại đây. Và một chút nữa mình sẽ ghi cho em nó sẽ như thế nào. Trong video tôi cũng đã có nói rồi các bạn em. Và treo trước là MacPherson, sau đá điểm. Hệ cái kết cấu của treo sau thì nó tương đối giống như kiểu VF8 thu nhỏ. VF8 thu nhỏ. Và tôi nghĩ rằng là cái treo này là một cái treo thích. Xong sau khi nhận định xong thì bắt đầu mình đi thử. Mình đi thử xong thì đúng thật rằng là cái xe như anh em mình chạy thử chiếc VF6 thì anh em mình có một cái nhận định là VF6 là một chiếc xe chạy rất là lanh nhưng hơi hỗn. Đúng không? Nhưng VF7 thì lanh nhưng mà lại ngoan. Nó khi không bị... ở xuất phát, điểm xuất phát lái xe lái thử VF7 nó nằm ở đây và nó có một góc cua này. Nếu mà ai mạnh dạn ăn ngay con cua đấy thì sẽ rất là phê. Và tôi không bỏ lỡ qua cái cơ hội đấy. Lên xe tôi đạp một phát để xem cái handling nó ở cái góc cua đấy nó như thế nào. Thì nó thật sự nó rất nghe mình. Nó rất nghe mình luôn. Và trả lại nhanh. Bởi vì làm sao? Cái xe nó nhẹ hơn. Gia tốc xe điện thì như các bạn đã biết là rất là nhanh rồi. Nhưng mà để đảo lên đảo xuống nó phải lanh lẹ thế nào thì đó chính là xịn. Cái sự gọi là lanh ở trong xe điện anh Thắng nói lên rất nhiều, tại vì là anh Thắng đã sử dụng qua mấy đời xe điện rồi. Mình cảm nhận rõ cái sự không lanh của con VF8 với con VF9, đúng không? Bởi vì nó nặng, nói thật là vì nó nặng quá nên ra nó không lanh. Bù lại thì nó chạy đường thẳng thì nó rất là thích, rất nó kinh. Rất là đầm đúng và sướng đấy. Thì nó không lanh, nhưng mà cái không lanh đấy thì nó cũng đấy, cái nhược điểm của nó là nếu mà đi ở trong cái môi trường chật hẹp như cái đô thị hạn thì cái xe nào nó lanh hơn thì sẽ cảm thấy nó xoay sở dễ chịu hơn. Nó thú vị thì và cái điều tiếp theo của việc mà trải nghiệm trên chiếc VF7 thì tôi cực kỳ quan tâm đến việc mà nó có bị ồn không, nó bị khó chịu ở trong khoang lái không. Thì rõ ràng đây là một trong những cái mà tôi có nói ở trong hết ổn rồi, khá là thoải mái trong khoang lái, chứng tỏ là có một sự rút kinh nghiệm rất lớn ở trong cái giữa hai đời xe này chứ nhỉ. Bởi vì cái ù với cái ồn đấy nó không hề dễ như hình dung, nó dễ xử lý như chúng mình tưởng đâu. Đúng. Các bạn đi xe Honda chưa? Các bạn có thấy là cái ổ truyền kiếp nó truyền từ đời này sang đời khác mà mãi không xử lý hết được không? Mặc dù họ dùng đủ cách.
như con HRV chẳng hạn, anh công nhận với em là đời trước à đời sau thì đỡ ổn hơn đời trước, ok tôi đồng ý, nhưng nó vẫn ổn. Và tôi nghĩ rằng một trong những cái thứ nó bớt ổn, nó bớt ù, nó chính là đi đến từ hệ thống treo, nó đi đến chính từ hệ thống treo. Cho nên là tôi nghĩ rằng nếu mà sau này có cơ hội thì tôi lại bắt đầu nâng gầm, tôi soi, tôi vọc, tôi vạch và tôi tìm nguyên nhân tại sao nó sẽ không ổn khi mà chiếc VF8 của tôi ổn, tôi phải đi tìm cách để tôi xử lý cái ổn đấy. À. Anh Thắng VF8 thì mọi người lưu ý là anh ấy đang chuẩn bị bán để anh ấy bây giờ phải nhận được sự gật đầu của vợ phàm những cái điều gì mà chúng ta không thể tự làm được. Thế nên tôi lại thông báo lại. Nếu như vợ anh Thắng đồng ý thì anh Thắng có khả năng sẽ bán chiếc VF8 đã được độ full phè phè từ chân đến đầu của mình để đổi lấy sang VF7. Vì anh ấy cho rằng là cái xe này nó vào nhà dễ hơn tại vì ngõ nhà thì to nhưng mà cái ngõ lại hơi nhỏ, đi vào nó hơi vướng, thì còn VF8 thì bề ngang nó rộng quá, vợ anh hay mắng là đi vào ngõ mãi mới xong. Thực ra thì chiếc xe này nó rộng 1m89, nhưng VF8 thì nó rộng đến 1m93 cơ, có nghĩa là nó sẽ rộng hơn khoảng 4 phân nữa. Nhưng với một cái ngõ nhỏ như của nhà mình 4 phân là cả vấn đề rồi. À mà một cái nữa, ngoài 4 phân ra thì cái gương của VF8 nó cũng rất là dài. Nên tổng thể của cái VF8 nó rất là lớn. Đi thì sướng các bạn, đi thì sướng lắm, bởi vì khi mà đi một cái xe mà nó có cái bánh xe rộng ấy thì nó rất là vững. Khác gì với các bạn đi một đôi giày to đâu. Thôi nhưng mà mình bây giờ nói về VF7 đi. Cái VF8 thì anh ấy phải làm đến rất là nhiều video rồi và anh ấy khen đủ rồi, thành ra tôi đề nghị là anh không khen VF8 nữa. Mặc dù là tôi vẫn nói là anh ấy có thể sẽ bán, mọi người lưu ý và tìm anh ấy để mà mua, vì con này thực sự là ngon. Con VF8 này tôi đánh giá là một trong con ngon nhất trong tất cả con VF8 đang chạy ở Việt Nam. Chính xác. Bởi vì thứ nhất là nó chưa lỗi bao giờ. Thứ hai là nó lại được xử lý tất tần tật những cái thứ mà được đánh giá là nhược điểm, bởi vì sau một thời gian chúng tôi đi thì nó có rất tất tần tật những cái gì thuộc về nhược điểm là đều nó lòi ra hết và xử lý hết rồi, tìm cách xử lý bằng hết. Thì bây giờ nó ngon lắm rồi, chỉ có là vợ anh có cho bán hay không thì cái đấy thì chưa biết, nhưng mọi người lưu ý vấn đề này. Quay trở lại với cả con VF7 một tí, thế thì anh đi thấy Lanh lái thích mà lại lái theo anh là nó nuột hơn so với cả VF6. Đúng. Nhưng mà với tôi nếu tôi được lựa chọn thì tôi sẽ thêm một chút cứng hơn ở phần treo sau. Và nếu mà tôi mua thì tôi sẽ xử lý. Ghê nhỉ, chưa mua về đã nghĩ đến chuyện tất nhiên là những người hay vọc hay gọi là chúng tôi hay làm chuột bạch thì cái chuyện đấy là bình thường, mọi người đừng băn khoăn. Nhiều người mua cả đời còn có khi còn chả mở nắp capo lên bao giờ. Cái chuyện đấy nó cũng hết sức bình thường thôi. Nhưng mà mỗi người một quan điểm đúng không ạ? Sử dụng xe mà. Thế thì ok, như anh thấy là nó thích đúng không? Về mặt cá nhân anh là anh thấy thích. Về mặt cá nhân là vận hành thì VF7 nó ổn. Vì hôm nay là nó chỉ có con bản Plus thôi, chưa có bản Eco, nên là chúng tôi cũng sẽ tạm thời không so sánh hai bản này với nhau, vì nó có một cái sự khác nhau cũng là tương đối đáng kể. Tuy nhiên thì tôi cũng phải ngắt lời Minh để tôi nói tiếp là giữa hai bản Eco, à không phải Eco đâu, hai bản Plus. Plus là Bay à? Không. Bay này. Đúng gọi là Bay, nhưng mà bản chất kể cả trong bản Plus thì nó cũng có hai phiên bản. Một phiên bản nóc cứng không có cửa sổ trời và phiên bản nữa là có cửa kính panoramic như ở trên chiếc VF9. Và đó là một option tùy chọn, và cái option tùy chọn đấy đâu đó khoảng độ 29-30 triệu gì đó. Cái kính 30 triệu thì bình thường nhưng giá cũng không đắt, nhưng vấn đề hiện nay tôi đang lăn tăn là tại sao VinFast lại lựa chọn hai phương án đấy, trong khi đó một phương án tối ưu hơn là làm một cái cửa sổ trời như VF8 bình thường thôi đúng không?
thì nó sẽ ổn luôn. Mà VinFast lại sử dụng một cái cửa sổ kính panoramic kín hoặc là làm một cái trần kim loại. Nó hơi cực đoan nhỉ? Hơi cực đoan nhỉ? Tức là hoặc là trần là kính, là kính tràn phè phè luôn, tức là gọi là mặt trời trời mà chiếu sáng thì là tràn hòa luôn đấy. Thế xong khi một đằng thì lại là bịt kín lại. Thế sao không làm một cái cửa bé bé thôi nhỉ? Không, thực ra không hẳn, kể cả là panorama như là VF8 nhưng có thể mở được và có rẻ. Thì làm gì? Thực ra thì ở với cái khí hậu Việt Nam mình ấy là chỉ cần kéo cái rèm vào xong, với cả chúng ta có thể dán phim cách nhiệt là hoàn toàn có thể xử lý được cái phần nóng. Bởi vì nhưng mà nhiều khi mà nóng không xuyên được qua cái rèm đó thì nó ở trong khoang nó sẽ không nóng. Cái thứ hai nữa của cái việc đó, đó chính là cái sự riêng tư. Khi mà chúng ta ngồi ở trong cái xe đi dưới trời nắng, nắng sáng choang ra cực kỳ khó chịu. Cũng có những cái lúc chúng ta cần phải sự riêng tư trong đó. Mặc dù là hai cái kính hông sau của VF8 cũng như VF7 là được nhuộm màu rất là đen, khó nhìn, khó phát hiện là sao. Nhưng ở phía trên thì nó lại sáng choang. Nó cứ bên trong mà sáng hơn bên ngoài thì bên ngoài sẽ nhìn thấy bên trong. Đúng. Cái câu chuyện kính xuyên qua kính nào cũng thế, bất kể anh có dán kính đen hay không. Đúng không? Chắc chắn thế đấy. Cho nên tôi thì tôi đi từ quận 9 của thành phố Thủ Đức về đến nhà. Tôi cứ lăn tăn rằng nếu mà vợ cho mình mà cho mua thì mình sẽ mua bản nào. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn nghĩ rằng thế này, tôi vẫn mua bản lọc kính. Một là cho các bạn bán phim có cơ hội thử trên cái chiếc VF7. Kính nóc là cái là dã man nhất. Tiếp theo là hiện nay thì đang có một số thương gia họ mang từ đất nước Trung Hoa anh hùng về một cái lớp kính được phim tráng điện, được điều khiển bằng điện nó như ở trên nó kính phòng tắm ở chúng trên máy bay trên các bạn bản Boeing 787 đó. Thế là ấn một phát thì nó sẽ mờ đi, ngắt điện cái thì nó lại trong veo. Thì cái đó cũng là một giải pháp tốt, nếu mà có cái màn đấy cộng với cả phim tốt thì tôi tin rằng ok luôn, sẽ xử lý được cái phần nhiệt mà không cần phải kéo rèm đó. Vì thực ra không kéo rèm thì nó đẹp hơn, đúng, trông nó xinh hơn. Nhưng mà giống như VF9 ấy, không kéo rèm trông xinh lắm, nhưng mà mỗi tội là như bạn tôi vợ anh Lân Phạm, vợ anh ấy kêu oai là cái việc là nắng nó chiếu chan hòa hết cả trong xe. Chị đi ngồi xe chị toàn phải mặc áo chống nắng, trông nó hơi kỳ, xe VF9 nó chảnh như thế mà ngồi mặc áo chống nắng. Nên là có thể là chính vì lý do đấy mà VinFast họ sản xuất ra một cái bản mà mùi kín hoàn toàn, chắc là trở thành những khách như vậy. Thế thì để mà thuyết phục vợ anh sẽ nhấn mạnh những cái điểm gì, những cái gì mà anh thấy nó ấn tượng nhất ở trên con VF7 ngày hôm nay? Thực ra thì để mà thuyết phục vợ cho mình mua cái xe đó thì rất đơn giản thôi. Lấy đúng cái lý do ngày xưa mà vợ ra lệnh cho mình là anh bán F34 đi để mua VF8, bởi vì đơn giản thôi là VF8 nó đẹp hơn F34. Đó, vì vợ mình cũng là người duy mỹ, cũng thích cái đẹp. Làm gì cho mà nên, ai không thích cái đẹp. Cho nên mình chỉ nói nhẹ nhẹ thôi là anh thấy cái này nó hợp với em hơn và hợp với cái điều kiện hoàn cảnh nhà mình hơn thì khả năng là trôi. Thế anh đánh giá thế nào về cái độ hoàn thiện của cái xe V7 này? Đúng, lại nói chuyện độ hoàn thiện thì mình vẫn nói là mình có viết một cái tốt, đó là gì? Dường như phải dành một lời khen cho VinFast, bởi mỗi một chiếc xe thế hệ sau sản xuất ra sao họ lại làm tốt hơn cái phần trước. Cái phần hoàn thiện này thì chúng ta hãy nói về phần nội thất, bởi vì cái chỗ đấy là chúng ta hay cầm sờ nắn tiếp xúc nhiều hơn. Ghế của VF7 mềm, bản Plus là ghế da tổng hợp cao cấp hay được gọi là ghế da Napa.
Màu thì nó có hai bản, một cái là hai màu pha từ trắng hay là gọi là kem, da kem với cả một màu sẫm, hai là đen. Thì tôi lại nghiêng về cái việc mà đen đi. Thực ra đen nó không đen kịt đâu, nó đen nó hơi xám xám, hơi xám xám. Ghế sau thì tôi lại nghĩ rằng ngồi cũng được, cũng thích. Nhưng so với VF8 thì sẽ không bằng, bởi cái này cũng đúng thôi. Người ta gọi là có chỗ thì bắt đầu mới bày được chứ. Thì VF8 thì cái mặt ghế nó rộng như thế này. Nếu các bạn đi ra, các bạn anh nghỉ, ngả hẳn cái ghế ra và các bạn ngồi hơi ngả ngốn một tí, vẫn thoải mái. Nhưng VF7 thì chúng ta phải ngồi hơi dịch để sát cái lưng vào trong ghế. Nhưng mà cái độ ngả của ghế ổn, thoải mái. Tức là ý anh là cái lòng ghế nó đang ngắn hơn VF8. Nó ngắn hơn VF8. Đó. Tuy nhiên nó lại được một cái kéo lại. Đó là ở hàng ghế thứ hai thì cái VF8 nó có một cái sống lưng gồ lên. Thì ở VF7 nó không còn cái sống lưng đấy nữa. Nó còn một cái gồ chắc chỉ tầm khoảng một phân thôi. Một phân đến một phân rưỡi. Nó không nhiều. Gần như là phẳng. Em chả biết vì sao cái chỗ VF8 nó lại gồ cái đấy đâu. VF8 nó gồ lên cái đấy thì bởi vì thứ nhất là nếu ai có nhìn thấy cái quả pin đầu tiên đời SDI của đấy thì nó có một cái chỗ nó đặt cái BMS, cái bộ điều khiển của pin thì nó có một cái như cái u, cái biếu của con lạc đà. Thì chính vì thế thì nó phải có cái sống đấy nó đặt đấy. Thì nhưng mà đến thế pin của CATL thì nó lại phẳng đét, thì hiện nay cái sống đấy nó đang bị dư, không biết phải làm gì đấy. Mà chắc chắn rồi, chúng ta không thể nào mà đem cái khuôn của sửa thế nào được để sửa để nó mất cái sửa sống đấy được. Đi đấy. Cứ để đấy cho vui thôi đúng không? Đúng. Thì đó là phần ghế. Tiếp theo là phần vô lăng. Vô lăng của VF7 khá giống vô lăng của VF6. Có nghĩa là gì? Đường kính nhỏ, tay nắm, cái tiết diện nắm to. Da thì cũng như VF6, nó là da loại mềm, mỏng, giống như ở trên VF9 ấy. Đó. Trên cái cảm xúc về cầm nắm, về cầm nắm là khá thích. Và vì cái đường kính của cái vô lăng nó cũng nhỏ, cũng đi cắt một tí, thì khi mà chúng ta đánh lái chúng ta cảm giác nó rất là thể thao. Đó. Đấy cũng là cái điểm cộng trong cái nội thất. Một cái nữa là cái màn hình nó chỉ có 12.9 thôi. Nó hơi nhỏ hơn so với màn hình của VF8. VF8 là 12.9 là một cái màn hình mà nó gần gần với cả các màn hình của xe xăng hơn so với cả những chiếc xe điện rồi, thường thấy. Như VF8 hay VF9 màn hình nó to khủng khiếp. Nó cũng đủ. Cái gì nữa? Cái chỗ phần số. Phần vào số của VF7 thì nó tương đồng với VF6. Hai thằng của Tuner Design làm là như nhau. Thay vì ngày xưa Pini thì đi theo đúng thẳng, thì cái này theo kiểu piano. Đấy. Nói chung là cũng được. Nói chung là cũng được. Tuy nhiên thì có một cái thứ mà mình chê. Thực sự là đây là một cái điểm chê. Một là cái phần yên ngựa thì nó sẽ có một cái hộp để đồ. Cái hộp để đồ đấy tương đối nhỏ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cốc. Cái hộp để cốc đấy thì nó để được hai cốc nhỏ, cốc to không khó để. Và đặc biệt là ở hai bên cửa có chỗ hai chỗ để chai thì nó cũng hạn chế. Nó cũng hạn chế, nó không rộng lắm. Chai nước nhỏ khoảng 500 thì ok. Chắc là làm cánh cửa dày quá hay sao mà để cái chỗ để chai lại phải tiết kiệm nhỉ? Tôi không rõ, nhưng mà đấy là cái mà tôi nhìn thấy và tôi sẽ mô tả lại thôi. Với tôi thì tôi thích cái cửa của VF8 hơn. Đó. Và cái điều nữa tôi cũng phải là việc mà sau khi tôi sử dụng từ E34 đến VF8 và bây giờ tôi nhìn đến ở VF6 trước và bây giờ là VF7 thì tôi thấy rằng cái kết cấu của cái tắp đi cửa
cũng như tay nắm cửa giống như hệt nhau. Và cái đó là cái điểm mà rất nhiều khách hàng của VinFast kêu là cái tay đòn nhất trí nó ngắn nên đóng ra mở ra phụ nữ rất ghét cái điểm này, rất khó và phụ nữ họ rất ghét. Tôi thì tôi cái tay mở cửa của VF7 nó giống của VF9 thì tôi đang nghĩ rằng nếu trong trường hợp vợ mình lại đồng ý cho mua chẳng hạn, biết đâu mình lại hỏi là VinFast là có bán cho tôi cái bộ cửa hit của VF9 để tôi lắp sẵn được không. Có thể nhỉ, chính ra cái đấy nó biến thành một option thì hay hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì em cũng đúng là cái tay nắm cửa nó cũng là một cái thiết kế không hay lắm về mặt công năng, trong khi những thứ khác thì ok hơn, nhưng mà cái mặt công năng của cái cửa đấy là nó chưa bao giờ thích cả. Nhiều người mà tay hơi yếu đóng vào thì cảm thấy khó khăn vì cái lực đòn bẩy mà nó lại không nằm ở cái vị trí mà thuận lợi. Đúng ra là nhưng mà ngược lại lại có một cái điều lại hay ở trong cái thiết kế đấy, mình có biết là gì không? Cái chỗ mà vì họ đã phải tận dụng là đẩy cái chỗ đẩy lên phía trước thì ở phía sau nó có cả một cái dẻo bộ cửa rất là rộng và tì tay vào đấy lái xe rất là thú vị. Phải chấp nhận cái kia thì chúng ta sẽ được thêm cái này đấy, một cái bệ tì tay tương đối thoải mái. Đúng. Êm mà ok. Cũng được, cũng em nghĩ là từng ý lý do là có vẻ là cũng khá là đủ để cho mọi người gọi là cho anh Thắng anh thuyết phục vợ rồi. Bây giờ câu chuyện cuối cùng mà mình sẽ nói đến ở trong cái postcard này là cái vấn đề về giá đi. Nhiều người nói rằng là cái giá của VF7 sao mà đắt thế, xe gì là cả tỷ bạc hạng C. Thế thì theo anh nó đắt hay rẻ? Cái khái niệm này nó rất là mơ hồ, vì thế nào là đắt, thế nào là rẻ rất là khó nói. Bây giờ mình sẽ bỏ ra giá ra xem nhá. Ok. Cái giá hiện nay thì chúng ta sẽ nói về bản Plus là thuê pin chỉ và mua pin đi, đúng không? Nếu mà bản Plus thuê pin thì là 999 triệu. 969 triệu. Ta nói về cái giá ưu đãi đi. Từ đã. Trước mặt mà. 999 triệu. Rồi, giá niêm yết. Giá niêm yết. Nếu mà đặt từ ngày mai đến 31 tháng 12 thì sẽ được ưu đãi 30 triệu. Thì còn 69. Ưu đãi là do. Ok. Đó. Thì còn 969 triệu. Đúng không? Bớt 30. À, bớt 30. Với các xe hạng C hiện nay thì các bạn đang phải nộp 50% thuế trước bạ. Đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 các bạn sẽ phải nộp 100% thuế trước bạ. Nếu mà các bạn tính kỹ ra, chúng ta đương nhiên rồi, mua xe về không phải là để ngắm, để nhìn hay để trong kho, mà chúng ta phải lăn bánh. Vậy thì cái chi phí, cái này cũng là cái hay à. Người Bắc mình thì hay nhìn vào giá niêm yết, nhưng người Nam mua xe bảo con này lăn bánh bao nhiêu tiền. Đúng. Mọi người phải quen dần với khái niệm là lăn bánh bao tiền. Bởi bây giờ là xe nó có nhiều loại khác nhau, loại nhập khẩu, loại sản xuất trong nước, loại xe điện. Mỗi loại thì nó lại chịu áp một mức thuế trước bạ khác nhau. Đâm ra là mình sẽ phải tính ra là cái giá cuối cùng, tức là rốt cuộc chúng ta sẽ phải rút khỏi túi bao nhiêu tiền. Tôi phải bỏ túi ra bao nhiêu tiền thì tôi mới được lái cái xe. Đúng rồi. Chứ không phải là tôi mua cái này về trong tôi để đấy. Ừ. Đấy. Trên người Bắc mình thì hay lấy cái giá niêm yết để so với nhau. Nhưng người Nam thì không. Người Nam thì họ hỏi luôn sale là con này lăn bánh bao nhiêu tiền. Vậy thì nếu mà con với một cái mức giá tạm tính từ bây giờ đến 31 tháng 12 đi thì chỉ cần là 969 cộng 20 triệu là 989 cộng với cả 5 triệu tiền đăng kiểm là 995 triệu, 94 triệu. Đấy họ tính như này. Đó.
Dạ lăn bánh ở Hà Nội là 991 triệu. Thành phố Hồ Chí Minh cũng thế. Và nếu các tỉnh thành khác là có 972 triệu thôi. Đó. Thế thì câu chuyện ở đây, câu chuyện ở vẫn đây chưa đến 1 tỷ. Đây là bản thuê pin nhé. Và thuê pin thì hình như cũng có mức giá thuê là như nào thì cũng rõ lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng này, nếu trong trường hợp các bạn xác định đi dưới 5 năm thì các bạn nên thuê pin. Bởi vì tại sao lại như vậy? Bởi vì cái giá thuê pin đấy và cái số tiền mà bạn bỏ mua tiền pin ra để mua pin thì cái chia theo năm. Cái không, từ từ đã. Bạn lấy riêng cái tiền mua pin ấy, bạn vứt vào ngân hàng gửi, lấy cái lãi đấy ra để vẫn đủ trang trải pin. À, trang trải được một phần cái tiền thuê pin rồi. Đủ không nhỉ? Đủ chứ. Đủ 150 không? Triệu. Em bây giờ thì chả biết lại, tôi chả biết là xuất tiền bao nhiêu. Thôi không công tính. Nhưng mà tính cái khấu hao của quả pin nữa thì nếu các bạn mua xe mà xác định đi dưới 5 năm nên thuê. Đúng. Có lợi hơn. Nhưng các bạn xác định là à con này nó rất ưng ý rồi, tôi sẽ mua đất. Thì mua đất, nếu các bạn thuê pin. Nếu các bạn thuê pin thì các bạn được lợi cái gì? Các bạn được lợi rằng là số tiền bỏ ra ít hơn. Đây này, thậm có giá thuê pin đây này. Thậm chí là gì? Là các bạn có thể chỉ phải bỏ ra mức tiền còn ít hơn một chiếc xe xăng cùng hạng. Cùng hạng. Và cái chi phí của các bạn bỏ ra sử dụng thì nó cũng tương đương như xe xăng. Còn nếu các bạn đi quá 5 năm, bạn thấy bằng à tôi thấy rằng là xe này đi thích hợp ý, tôi mua cả pin. Thì lúc đấy cộng cả quả pin vào thì nó sẽ bằng cái bảng cao cấp của các xe xăng cùng phân khúc. Nhưng lúc đấy thì lại buồn cười lắm. Mình biết buồn cười gì không? Bởi vì khi các bạn mua pin ấy thì với chiếc VF7 này các bạn có tin rằng nếu tính ra km các bạn chỉ mất khoảng độ 5 đến 600 đồng trên 1 km. Thì rõ rồi. Khi pin là của mình rồi thì chi phí sử dụng thì lại cực kỳ rẻ. Nếu mà tính là sở hữu hoàn toàn như là xe xăng chúng ta mua cả xe, xe này cũng mua cả pin thì nó sẽ tương đương với những con xe xăng mà ở hạng C gọi là giá cũng bằng cao. Bằng cao đấy. Cao. Ví dụ như tầm như CRV viết là giá đấy. Đúng rồi, CRV. Thì lúc đấy sẽ lại lợi về mặt chi phí sử dụng, lăn bánh, chi phí lăn bánh, chi phí đi hàng ngày. Vì mỗi 1 km bạn cứ hình dung là 5-600 đồng thì nó khác hẳn với cả một con khoảng độ hơn 2.000 Thế thì rất khác nhau. Nhưng còn ở đây thì em đọc được là cho chi phí thuê pin một tháng là 2.9 triệu nếu đi dưới 3.000 cây, tức là kiểu gia đình sử dụng đấy. Hoặc là 4.8 triệu nếu không giới hạn số km, tức là nếu như mà có dính tí dịch vụ. Nhưng hình như con xe này là con xe không phải để chạy dịch vụ. Biết đâu được người ta mua thì người ta chỉ chạy dịch vụ thì sao? Tất nhiên, nhưng muốn làm cả, được. Nếu mà 2.9 triệu cho 3.000 vụ như tôi chạy VF8 hiện nay là khoảng độ làm 1, gì được 3.000 thì luôn luôn tôi chạy khoảng dưới 1.500 một tháng. Dưới 1.500 một tháng, nên cái việc mà 3.000 thì các bạn cứ phích cứng ra là các bạn mất 2.9 triệu tiền pin, tiền thuê. Năm đi 1.5 triệu là ghê lắm. Đó. Còn nếu mà các bạn mua đất thì quả pin này 150 triệu, 150 triệu thì bạn các bạn chia ra thì okay. Nó khoảng độ bao nhiêu năm đấy. Các bạn cứ cộng lên. Vậy thì cái chuyện mà giá xe này là đắt hay là rẻ, tôi mong là các bạn cứ chia sẻ ở bên dưới. Nếu như bạn nào mà có cơ hội mà lại đến, bởi vì từ ngày mai người ta cho đặt cọc rồi nhá, thì sẽ đến các cái đại lý xem xe, sờ đi, bao giờ được lái thử thì tôi không biết, nhưng mà sờ soạn kiểm tra ngắm nghía, thậm chí soi như anh Thắng đi, nhìn trên nhìn dưới ngắm gầm các kiểu, lúc đấy đánh giá cho tôi xem là cái giá này nó là cao hay là thấp, là đắt hay là rẻ. Lúc đấy anh em mình lại chém tiếp vào một cái thớt khác khi mà chúng tôi có được cái trải nghiệm nhiều hơn so với cả cái xe này. Cái xe này nó thực sự là rất thú vị, bởi nó tôi vẫn thấy là nó đẹp nhất trong tất cả các xe của VinFast cho đến thời điểm này. Khi nào mà có những chiếc xe nó thú vị theo kiểu khác như kiểu VF3, một chiếc xe thực sự gọi là
công thuần về công năng, thuần về chỉ để làm phương tiện di chuyển nhiều hơn là một cái xe, chứ VF7 nó vẫn là một cái xe, nó giống một cái đồ chơi hơn là một cái một, thì lúc đấy cái định nghĩa thì nó sẽ khác đi. Chứ còn bây giờ là nếu đi để một chiếc xe như mình đi hàng ngày, mình vừa để một thứ sử dụng nhưng vừa một thứ gọi là nó trang sức cho cái cuộc sống của mình, đúng không anh, thì VF7 phải nói là thực sự rất hấp dẫn. Cái chủ đề này hôm nay khá là dài, cảm ơn mọi người đã rất là chú ý lắng nghe những cái gì mà mọi người góp ý cho chúng tôi để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn, sửa chữa hơn, trừ cái việc là yêu cầu anh Thắng nói nhanh lên ra, còn đâu là cái gì chúng tôi cũng có thể gọi là khắc phục được hết, làm được tốt hơn để phục vụ tất cả những cái mong muốn của các bạn, của các khán giả của chúng tôi, của VN. Chúng tôi sẽ ngày càng cố gắng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.